À, xin chào các bạn. Chiều nay là một cái view nói về những cái biến động này. Thì với cái tâm lý bi quan hoảng loạn, một số bạn cũng cũng đã hỏi tôi chiều nay rất nhiều, nhưng thực tình thì lúc chiều nay tôi bận việc, tôi không có theo dõi sát thị trường, tôi cũng không 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 có ngờ giảm mạnh dữ chiều này. Thì tôi cũng nghĩ là nó giảm bình thường giống như ngày hôm qua, thì hôm nay người ta bắt đáy và thị trường bắt đầu ngày mai nó sẽ hồi phục, nhưng rõ ràng là cuối phiên giảm hơn dự kiến của tôi, giảm hơn hơn dự kiến. À, có thể ở đây có hai lý do mà đi tìm lý do thì cũng 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 nó cũng mắc công thôi, chứ không có gì. Nói chung là thị trường giảm thì có đủ lý do để giảm, nhưng có thể phút cuối sau 2 giờ 15 có thể là bị call, một số tài khoản bị call, và cũng không loại trừ là một cái nhóm nào đó, một cái nhóm đánh xuống nào đó, đánh những cổ phiếu lớn sàn để gây cái tâm lý hoảng loạn lúc lúc đó. Thì các bạn thấy có thể như lúc tôi coi lại dữ liệu thì rõ ràng những cổ phiếu lớn như là Vinhome, Vincom, Techcombank, Công Thương, Ngân hàng Đầu tư, Sacombank, là HCM, những cổ phiếu đó là sàn, bắt đầu dư, thậm chí là dư bán sàn sau lúc 2 giờ 20. Thì rõ ràng ở đây là có vấn đề. Có hai lý do chính, có thể tôi nghĩ chính đáng nhất. Một là tài khoản bị con trên margin trên toàn diện. Hai là nhóm nào đó tự dùng cái tài khoản tự doanh, hay dùng cái tài khoản của quỹ, hay những tổ chức nào đó, hay những cái tổ chức lớn nào đó đạp xuống những cổ phiếu trụ này. Dĩ nhiên là họ trước khi họ muốn đạp thì họ cũng đã kê lệnh mua sẵn rồi, rồi họ đạp để họ có thể họ tốn phí thôi. Họ kê lệnh mua giá sàn và họ bán trên sàn một vài like, thì dĩ nhiên họ sẽ lời trong này, có thể họ không lỗ phí, nhưng họ làm gì gây tâm lý hoang mang hoảng loạn, và mục đích là có thể họ gom thêm nhiều cổ phiếu nữa. À, bữa nay gom không đủ thì ngày mai họ sẽ gom thêm nữa. Đó, rõ ràng thì tôi đối với quan niệm cá nhân tôi thì nhìn đây là nó quá đà, quá đà. Thì hoàn toàn những cổ phiếu lớn, những cổ phiếu các bạn thấy giả sử như là Techcombank, giờ này thì cổ phiếu này là chưa đủ 6 tháng mới lên sàn, chưa cho margin, thì dùng tiền mặt 100% nhưng vẫn bị dư bán sàn, thì rõ ràng có ý đồ rõ ràng ấy, là không phải nhà đầu tư hoảng loạn, không phải nhà đầu tư bị con là bán sàn. Cổ phiếu này sắp chia thành một thành hai, là thành nhân nhân ba cổ phiếu lên nữa. Đây là cổ phiếu mà đáng nói nhất, dư bán sàn rất 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 sớm. Rồi tới cổ phiếu hệ sinh thái Vincom, Vinhome và Vincom đều sàn, thậm chí là Vinhome dư bán sàn cuối phiên. À, rồi cổ phiếu dư bán sàn cuối phiên nhiều là ngân hàng đầu tư, ngân hàng công thương. Đây là những cổ phiếu này tôi cung cấp thông tin cho các bạn mấy biết là đầu năm 2017, hoặc là đỉnh đỉnh những cái lúc mà thấp điểm nhất năm 2017 vừa qua, năm ngoái, thì cổ phiếu này vẫn cao giá hơn lúc hiện nay. Ngân hàng công thương vẫn là 24, 25. Ngân hàng đầu tư vẫn là 24, 25, 27. Rồi ngân hàng công thương thì cũng phải là 22, 23. Xoay quanh, tức là nằm nhiều năm trời vùng 22. Mới hiện nay ngân hàng công thương sau khi lãi một năm rưỡi này là công bố thêm là cả chục ngàn tỷ đồng nữa tiền lãi nữa, cổ tức thì vẫn chưa được nhiều, chưa chia được, nhưng giờ này đã còn 21.500. Các bạn thấy rất là bi đát, bán một cách là quá đà, một cách là vô tội vạ, không thể giống như là cái khủng hoảng chiến tranh nổ ra tới nơi, cách là phi lý. Các bạn thấy rõ ràng nhiều cái cổ phiếu mà nói là giảm 50%. Các bạn thấy như là HCM thì giá đỉnh điểm của nó là 95, thì giờ này còn 40 4 40 10 9.4, rõ ràng mất 50%. Hay cổ phiếu BNG đỉnh đỉnh cao của nó là 144 sau khi chốt chia, tức là cân bằng lại sau khi chốt. Đã tính tính bính bình quân sau khi chốt 144, 145, giờ này còn 76. Rất nhiều mã, hay nhờ VND sau khi chốt chia lên 33, 34, giờ này còn 15 chấm mấy, mất hơn 50%. Rất nhiều mã mất hơn 50%. Các bạn thấy một cái phi lý, cái kinh tế của mà nó đâu phải là xấu gì. Rõ ràng các doanh nghiệp làm ăn cũng đâu có đến đến nỗi xấu xấu như vậy.
thì đi tìm lý do thì cũng chả phi lý, nhưng dĩ nhiên những người tỉnh táo nhất, những người giàu có nhất trên thị trường chứng khoán trên thế giới là những người biết lòng tham khi 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 người ta hoảng loạn. Thì cái chiều nay rõ ràng là cà phê ép cũng đăng cái tin trên trang nhất mà theo cái trang Trí Thức Trẻ đó, thì thấy một câu cái sabo rất là bi thảm. Trên bình diện khu vực, VN-Index là chỉ số chứng khoán giảm mạnh nhất châu Á, thì ngày hôm qua là đã quý 2 đã giảm mạnh nhất thế giới rồi, hôm nay thì giảm mạnh nhất châu Á luôn. Đây là điều đáng buồn khi mà nhiều thị trường trong khu vực như Hàn Quốc, Thượng Hải, Philippines, Thái Lan chiều nay đã, ngày hôm nay đã có phiên phục hồi sau những phiên giảm mạnh mẽ hôm qua. Tức là người ta đã phục hồi hết rồi, nhưng của mình rất là giảm thêm một cái đà nữa, rất là bi đát. Thì chứng khoán thế giới các bạn thấy nè, tôi đã mở cái trang chứng khoán thế giới ra. Đây là cái trang Investing đầu tư. S&P 500 future là tăng 10 điểm. Nasdaq future cũng tăng 37 điểm. Chỉ số chứng khoán DAX của Đức cũng tăng 156 điểm, tăng là 1,3%. FSE của Anh cũng tăng 100 thì cũng tăng 48 điểm, tăng 0,64%. Nhật Bản thì hồi sáng tăng nhưng đóng phiên thì giảm một tí, giảm chỉ 0,12% thôi. Vàng gold thì đang xanh lại, dầu thì cũng tăng rất rất là mạnh do cái vụ tình phản Iran thôi, nhưng hoàn toàn thế giới cũng không phải hoảng loạn giống như Việt Nam chúng ta nha. Thì đó nói là các bạn một cái thị trường mà nó giảm rất cách là rất là hỗn độn, mà thị trường chúng ta đã lớn mạnh rồi thì có nhiều lý do khác, nhưng mà ở đây có thể mấy cái lý do chính thì tìm lý do cũng vô ích thôi, nhưng mà có thể có mình nói để mình tự an ủi mình. Cái thứ nhất thì gần đây thì một giám đốc phân tích của một công ty chứng khoán lớn thuộc trong 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 top 3 đó, anh ta nói là cái thị trường bất động sản hiện nay nó lớn gấp 5 đến 10 lần cái thị trường chứng khoán. Mà cái thị trường chứng khoán thì mới công bố của tuần rồi của bên cục thống kê là đã chiếm là 80% GDP của quốc gia rồi. 80% GDP có nghĩa là cái vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta khoảng tương đương là 190 đến 200 tỷ. Đấy, khoảng trên dưới 200 tỷ mức đó. Như vậy các bạn thấy nếu mà thị trường bất động sản nó chiếm 10 lần cái thị trường trường chứng khoán thì các bạn thấy nó là thị trường bất động sản nó là khoảng 2.000 tỷ, con số rất là kinh khủng. Mà nhiều năm qua thì thị trường bất động sản nó biến động, nó tăng mạnh thì gần như chứng khoán là sụt lùi, hút cái đồng tiền về bên đó. Mà khi chứng khoán thì bất động sản mà nó chững, nó đi ngang hoặc là nó sụt giảm 50% thì lúc đó này thị trường bất động chứng khoán mới có cơ hội một phần nhỏ họ chạy vào đây. Thì hai cái thị trường này là hai cái thị trường lớn nhất hiện nay đồng vốn. Mà cái thiệt thòi nhiều sau bao năm qua là cái thị trường bất động sản chúng ta chưa có đánh thuế lũy tiến lên những sản phẩm, nên là đầu cơ bất động sản vô tội vạ mà không có mang lại cái lợi ích cho nền kinh tế. Còn chứng khoán thì dù vì chúng ta bỏ đồng tiền vào đây vẫn có là ích cho cái doanh nghiệp, nó phát triển cái doanh nghiệp đưa vào sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không phải đi vay vốn ngân hàng, phải không phải đi vay chợ đen, phải đi thì có vốn của nhà đầu tư để đổ vào phát triển sản xuất kinh doanh, làm ra hàng hóa của cải cho xã hội. Còn bất động sản thì không, nhưng rõ ràng bất động sản chúng ta và chưa có đánh thuế tài sản, đánh thuế nhà đất, nên vẫn đến là đầu cơ luồng tiền nó đổ vào đó rất là nhiều. Đó là một cái lý do lo thứ nhất mà bất động sản nổi sóng ống ào ào thì chứng khoán gần như là sẽ siêu xuống và giảm quá đà. Một cái thứ hai nữa là cái margin mà gần đây tôi nghiên cứu theo dõi thì thấy rõ ràng là cái margin ở các công ty chứng khoán, nhất là công ty chứng khoán cho margin cao á thì cái lãi suất nó cũng rất là cao, trung bình nó phải là 13-14% đó các bạn. Rất ít công ty cho chứng khoán cho 12% trở xuống, mà dưới 12 thì gần như cũng xuống rất ít, chỉ là khách VIP thôi. 12-13-14% như vậy thì nhà đầu tư không thể đầu tư dài hạn mà lãi với một cái lãi suất là 13-14% triền miên như vậy, thì thị trường có biến là họ sẽ bán rất mạnh.
Thậm chí một số cái công ty chứng khoán đánh margin cao, margin như bên cho vay bên thứ ba có thể là trên 15-16% chẳng hạn. Thì đó là những cái hậu quả làm cho thị trường nó giảm cách thì có thể đây là cái số lượng ít một số cái điều nhỏ thôi, nhưng mà rõ ràng là cũng có cái tình cái trường hợp này làm cho cái thị trường nó chạy quá đà, bán bằng mọi giá khi thị trường trường có biến động. Thì đó là những cái chính. Thì nhưng gần đây thì có một cái tin tốt, thì một số cái công ty chứng khoán lớn trong top 10 cũng đã nhắn tin, và một số cái zoom thì tôi thấy trao đổi thì thấy họ gần như họ cũng chuẩn bị rục rịch là giảm lãi suất margin xuống, có thể là từ 13 xuống 12, từ 14 xuống 13 chẳng hạn. Thì gần như một số công ty chứng khoán lớn, thì đó là những cái kỳ vọng sắp tới trong tương lai sẽ tốt. Và cái dòng vốn ngân hàng thì cũng nắng rồi, không cho chảy nhiều vào bất động sản nữa rồi, và chảy vào sản xuất kinh doanh thì chảy vào tốt cho doanh nghiệp. Nếu mà doanh nghiệp mà đang làm ăn tốt thì không huy động được trên thị trường chứng khoán, không phát hành thêm vốn, không huy động vốn được trên thị trường chứng khoán thì họ vay ngân hàng thôi. Hiện nay ngân hàng cũng đang khuyến khích doanh nghiệp làm ăn tốt vay trên ngân hàng. Và quan trọng nhất là cái nền tảng của thị trường chứng khoán là doanh nghiệp vẫn ăn nên làm ra, vẫn có lợi nhuận tốt thì thị trường sẽ lên, không có lý do gì phải bán tháo mãi. Thì tôi sẽ cho các bạn thấy một số cái thông tin rất là tốt. Tin chiều nay nhất mới cách đây chừng 1 giờ đồng hồ thôi thì coi như là của Tech chứng khoán ngân hàng là Tiên Phong Bank đã báo lãi hơn 1.000 tỷ, đã lãi trước thuế sau khi trích lập tất các khoản dự phòng hết trơn là 1.024 tỷ đồng của Tiên Phong Bank, tăng 212%. Đây là một con số kỷ lục các bạn. Có thể tôi nghĩ đây là một số kỷ lục nhất của ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế riêng cái quý 2 là lợi nhuận trước thuế là 512 tỷ đồng. Rõ ràng là cái ngân hàng rất lãi, Tiên Phong Bank lãi rất là khủng như vậy. Thì lý do gì mà những cái cổ phiếu ngân hàng mà giảm sàn, dư bán sàn hàng loạt? Cái Techcombank tôi nói đây các bạn chú ý, Techcombank năm nay lợi nhuận cũng rất là kinh khủng, chứ không phải mà lý do là bạn xuống mà sẽ sàn đâu. À, thì các bạn ấy, nếu các bạn có tiền mặt nhàn rỗi lúc này gom thì đó là một cách lý tưởng. Thì mới đây là Tiên Phong Bank như vậy, thì cách đây vài ngày thì Vietcombank cũng đã công bố lãi rồi. Tổng giám đốc công nói là dự kiến lãi đạt 7.700 tỷ 6 tháng đầu năm. Rất là khủng. Thì ngay cả như Thế Giới Di Động thì công bố là 1.300 tỷ 5 tháng đầu năm, mà tháng 6 này mùa World Cup cũng rất là dữ. Nó tăng 44% so với năm ngoái. Hay đi BNG giảm rất sàn, nhưng mà người ta cũng đã công bố công tin là lãi lợi nhuận là tăng 45% so với năm ngoái rồi. Đó. Rất là nhiều công ty bắt đầu là tuần này là tuần ra kết quả kinh doanh tốt của hàng loạt doanh nghiệp tốt. Có lẽ đây là lý do mà một số cái nhóm muốn đè trụ để gom thêm cổ phiếu tốt chẳng hạn cái vùng này. Thì tôi cũng bật mí luôn các bạn, là chiều nay tôi cũng đã làm thủ tục nhập chuyển tiền vào tài khoản, có thể sáng mai thì mua, tại vì lòng tham của tôi cũng nảy sinh rồi. Và đúng như Warren Buffett cũng nói thôi, nếu mình đầu tư bằng tiền tươi thóc thật thì coi như phải là không có mặt gain, không bị con gì thì coi như phải biết là tham lam khi người ta sợ hãi. Thì không có lý do gì mà các bạn nếu không bị con thì phải bình tĩnh. Một cổ phiếu của mình vẫn là một cổ phiếu, có thể là mình chưa gặp may mua cái lúc giá cao, thì bây giờ có đồng nào mình nạp thêm nữa mình mua theo cái vùng này. Chứ còn thị trường không lý nào á. Có một cái tâm lý mà nhiều người đã nói, nhiều bạn đã nói là coi như giống 2008-2007. Thực tế 2008-2007 tôi đã phân tích những clip trước rồi, nó rất là khác. 2007 thì P/E của 20 cổ phiếu lớn đó là 73 lần. Hiện nay P/E của 20 cổ phiếu lớn nó chỉ tầm 17. Còn P/E trung bình của thị trường như phiên hôm nay thì nó giảm xuống còn 13-14 thôi. Đó. Sau cái phiên hôm nay thì P/E của thị trường Việt Nam hiện nay sẽ tầm khoảng trung bình thì nó khoảng 13 thôi, chứ rất nhiều cổ phiếu tốt đã về dưới 10, P/E 10 lần rất nhiều rồi. Đấy, như vấn đề là tình hình hiện nay là quý 2 và hai quý cuối năm nữa, một số doanh nghiệp như lĩnh vực ngân hàng hay một số cái cổ phiếu
tiêu thương mại tiêu dùng ha, một số cái lĩnh vực cổ phiếu vật liệu xây dựng tất cả xuất nhập khẩu nông nghiệp tất cả là đang còn an ninh làm ra chứ không lý do gì mà nó lụng tàn giống như như 2007 là 8 thì các bạn thấy rồi đó. Phải bình tĩnh và thật sự sự bình tĩnh, không bị mặc kim, không bị khon mặc kim, không bị phọt sale thì không có lý do phải bán ra bất cứ một cái cổ phiếu nào hết. Thì thay vì lúc đó thì bán thì phải tìm những cái nguồn vốn dàn rỗi, nguồn vốn vốn tích lũy, gửi tiết kiệm một năm chỉ là 8% 7% thì đây là cơ hội các bạn bạn rút tiết kiệm đẩy vào 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 mua mua những cổ phiếu mà tốt các bạn đã theo dõi từ lâu, còn tuyệt đối không không có mình không không có lường trước nữa, không có dùng mặt kim với mấy các công ty chứng khoán. Các bạn gửi tiết kiệm 7% 8% nhưng mà các bạn vay mặt kim là 13 14% là trung bình. Như vậy thì tại sao mình không 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 dùng cái tiền tiết kiệm tiền nhàn rỗi của những cái nhà đầu tư để đưa vào cái thị trường chứng khoán và mình đầu tư những cổ phiếu kiểu tốt, mình nằm đó mình đã nghiên cứu những cổ phiếu này, các bạn đã nghiên cứu kỹ rồi thì đầu tư mua vào thôi. Có thể nó giảm thêm 50% nữa, thậm chí nó giảm 20% nữa, nhưng mà những cổ phiếu tốt mà giảm 20% nữa là cái thị trường chứng khoán này chắc nó về 600 điểm thịt. Đó. Có lẽ mình đã bị mua sai cách đây là một tuần 2 tuần, nhưng mình mua bằng tiền tươi thóc thật của mình thì cổ phiếu của mình vẫn là còn cổ phiếu của mình. Đó là những cái mà tôi nhắc các bạn nhắc đi nhắc lại, tức là gần đây vài tháng trở đây tôi đã nhắc rồi, không không có dùng margin cao và thậm chí là dùng tiền tươi thóc thật của mình thôi. Đây là cơ hội để các bạn săn tìm những cổ phiếu tốt giải ngân vào từ từ. Còn thậm chí là giải ngân xong đóng bảng điện đi, còn nếu mà trong vòng 1 2 tuần nếu giảm hơn mức này nữa thì một cổ phiếu của mình vẫn còn một cổ phiếu, có thêm tiền nào thì mua thêm thêm cổ phiếu trước, chứ thị trường thì cũng không biết khi nào nó xuống khi nào nó lên, chỉ có biết là cổ phiếu của mình tốt thì tương lai nó sẽ lên chắc chắn. Kết quả kinh doanh quý này nó lợi nhuận thêm, doanh nghiệp của mình nó một quý nó lợi nhuận thêm 500 tỷ, một quý lợi nhuận thêm 1.000 tỷ, lợi nhuận thêm vài ngàn tỷ một quý, thì chắc chắn kết quả cuối năm mình sẽ có cổ tức và mình sẽ có ấy, chứ không có lý do gì mà giảm mãi như vậy được. Đó thì đó cái quan điểm của cá nhân tôi. Còn các bạn đánh lướt sóng ngắn hạn dùng margin cao thì tôi không có ý kiến. Vào ra thì các bạn thực chế thì thị trường này thì không 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 ai có lãi hết, nhưng rõ ràng là giảm quá đà thì chúng ta phải 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 nảy lòng tham. Thì nhiều bạn nói là thị trường Việt Nam là không 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 có đầu tư giá trị được, không đầu tư tư tăng trưởng được. Thực tế là rất dễ đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị hơn thị trường các nước đó. Rất nhiều các bạn chịu khó ngồi xem nghiên cứu lọc ra có rất nhiều cổ phiếu tốt hơn hơn các thị trường mà đã đang các nước đang phát triển. Lúc đó thì người ta đã có nhiều cái quỹ đã săn tìm hết rồi, còn thị trường của chúng ta là cái thị trường 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 cạnh biên, chưa được thị trường mới nổi thì rất ít quỹ nó soi. Do đó sẽ có nhiều những cái công ty rất tốt tăng trưởng 50 lần, 50% một năm, 100% một năm, thì đó là những cái cổ phiếu mà đang đem lại cái lợi nhuận đột biến cho các bạn, chứ không phải là nói như là đó, các bạn cứ dùng margin cao rồi cứ nói là thị trường Việt Nam là không không có thể đầu tư lâu dài được, không có đầu tư giá trị, không đầu tư tăng trưởng được. Rất nhiều cổ phiếu nếu nhìn lại 5 năm 3 năm qua là tăng hàng chục lần hết. Có rất nhiều cổ phiếu trên sàn như vậy, các bạn là không không nghiên cứu kỹ, không tìm ra kỹ thôi. Đó. Còn thị trường nó lên nó như giảm hàng ngày, biến động hàng ngày thì chuyện là rất là bình thường, rất là bình thường. Nhưng những người thành công, những người thắng trên thị trường đều là những người biết tận dụng cơ hội thị trường giảm sâu để mua vào tích lũy. Sẽ có lúc thị trường sẽ hồi phục lại. Còn trừ khi nào là kinh tế đất nước đi xuống triền miên thì chuyện đó là vấn đề khác. Còn hiện nay không đến đổi giống như mà thị trường nó bi quan, nó quá đà như vậy. Đó thì cái view cá nhân tôi như vậy thì cái
chiến lược của đầu tư mỗi người, mỗi bạn, mỗi khác. À, có thể các bạn nào chỉ là đánh T cộng thì rõ ràng rất khó nhìn thấy được cái đầu tư giá trị, rất thấy được cái cổ phiếu nó về cái vùng hợp lý, rất khó được thấy được cái cổ phiếu nó tăng trưởng bằng lần sau nhiều năm. Đó. Thì đó là những cái quan điểm cá nhân tôi, các bạn chỉ nên là tham khảo. Còn rõ ràng có những bạn lúc này đứng ngoài thị trường cũng tốt, có những bạn đánh ngắn hạ giá vốn cổ phiếu trong phiên cũng tốt, có những bạn là dùng tiền mặt hoặc là dùng tỷ lệ margin thấp hợp lý rồi đảo hàng khi những phiên tăng điểm, có hàng ngàn cách để các bạn chơi. Nhưng rõ ràng cách mà chạy theo đám đông như vịt, cả bay đàn như vịt thì chắc chắn cách đó sẽ không không thành công. Tôi nhấn mạnh các bạn như vậy. Người ta bán ào ào, mình bán ào ào theo, thì người ta mua ào ào, người ta mình mua ào ào theo, chắc chắn cách đó sẽ không thành công. Đường xa đường dài sẽ không thành công trên trên thị trường chứng khoán. Đó, xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này.